bây giờ lấy mấy cách cách cái sách của lấy xe hậu tới này là lúc nãy là số dốc đó là xe tải thường xe cấu xe. Xuống bức thánh khi nó có đi xuống mà nó bị đã xuống mà bên đi bên đi bên phụ vô hả anh Tài tôi phụ ông Tài vậy bên đi phụ vô bên đi nếu nó lật lại nằm bên kia mà đúng không bên đi bên phụ mà bên đi bên bên đi nếu bên Tài thì bên Tài mà lật lại bên kia giá xe mình đang nằm gối hả? Nếu lặp lại nằm kia, bên đây đi. Đây đang phụ ấy. Tại nằm chung bên kia đầu. Tại nằm chung kia. Đó cả nhà, cái chiếc xe tải đó, cái chiếc xe bồn nó chở bê tông cả nhà, là chạy từ trên dốc sổ xuống, đó cả nhà, sổ xuống nhưng mà bị bức thánh á, là thử là nó bị nhào ra biển luôn, là trong đó là có ba người, một người là rớt ra khỏi xe còn sống luôn cả nhà, rồi còn trong xe là một tài xế và là một phụ, tài xế trên xe là đã mất rồi nha cả nhà. Bây giờ hiện tại là xe nâng đang cứu xe ra để cứu cái người phụ còn sống ở trong nhà, cứu người phụ còn sống ở cả nhà. Xe mà bây giờ vẫn còn rung luôn mà đang ngồi trong quán cà phê dồn ra. Sổ xuống lâu như đi như tao lửa rồi cả nhà, quá ghê luôn. Rồi bây giờ thấy cũng sợ. Đó nó cản cái bờ kè chỗ cái bánh xe đó cả nhà, cái bánh xe rớt ra ngoài luôn. Đó chỗ mấy người đứng đông một đông á, sổ xuống dâng ra ngoài bờ kè, bọc ra biển luôn. Mày mà không có người dân đứng ở đó, nếu mà có người dân đứng gần đó chắc xảy ra mấy vụ án mạng cái nhà, quá nguy hiểm luôn. Cái đoạn này thường xuyên xảy ra tai nạn lắm cái nhà, cứ lâu lâu còn cỡ 1-2 năm là nó bị bức thánh là sổ xuống bãi biển luôn rồi cái nhà. Bây giờ người dân người ta tập hợp lại cũng rất đông, thấy đó mà nãy giờ còn rung luôn mà. Quá ghê luôn. Nếu như mà nó không có cái bờ kè trắng này á, là chắc có thể là xe nó sổ xuống thẳng ra biển luôn, là có thể người còn sống nha cả nhà. Do là nó chắn bờ kè này, biết đâu là cái xe nó lộn bật, nó nhào tái qua luôn, nó nhào qua rớt xuống dưới bãi luôn. Nhưng mà cũng may là nó rớt trúng vào bãi cát này cả nhà. Chứ còn nếu mà nó xuống bãi đá là chắc có thở là thằng em nó xanh kia là chắc có thở là cũng tiêu luôn ở nhà. Quá ghê luôn. Hồi nãy con đã xuống tại hiện trường rồi nhưng mà ồn ào quá, thử quay không được, còn thử con phải lên trên này cũng quay đó. Bây giờ xe cổ đang cẩu lên đó nha,
quá gừa luôn. Vậy tội cho những gái chứ, tội cho những người làm công gần cuối năm bây giờ chở xe bê tông qua kiếm mấy đồng giờ chi tiêu gia đình này nọ, nhưng mà bây giờ xảy ra vụ trung tâm này ở nhà chắc đau khổ lắm cả nhà, nhất là những người thân mà có anh tài xế bị mất ở cả nhà. Qua xuất khẩu cả nhà đó, giờ những người dân yếu kỳ đang xem rất nhiều. Hồi sớm giờ là con với lại mấy anh em là có hỗ trợ đào đào ra, nhưng mà đào không có được cả nhà. Đào ra chẳng qua là đỡ cái phần mà cái chân với lại tay bị cắn đó. Nhưng mà mình đào dưới cát cho nó khỏi bị cắn, cho nó khỏi đau đâu cả nhà. Chứ còn cái còn phần tay phải của anh á là nó bị kẹt vô trong cánh cửa xe cả nhà. Là thử bây giờ muốn lấy xe nâng lên nữa, đỡ nâng lên đỡ cứu anh ra. Bây giờ thiệt, bây giờ người con còn cảm thấy run mà. Hồi giờ không tận biết chứng thấy. Chẳng qua là thấy lúc nó bị đầu á, mình muốn lên thấy, chứ còn để mình đang ngồi uống nước thấy xe nó sổ xuống luôn. Bị bức thánh cả nhà. Quá ghê luôn. Rồi còn không cần thử xem, thấy không? Đó. Bây giờ con sẽ đi xuống ở dưới quay cận cảnh cho các nhà xem. Quá ghê luôn các nhà. Cầu trời con Phật cho anh ở giữa anh phụ anh còn sống. Sớm giờ luôn nãy á, nãy ông la như bô mày, bây giờ hết la luôn. Kẹt ông la hả? Kẹt ông la cứu bộ. Dạ, ông phải ông chỗ bu đông á, còn ông tài xế là tiêu rồi. Ông tiêu rồi, lấy ra nữa. Lát nữa lấy ông chưa xong, bây giờ ông lấy ông tài xế ra cho. Cháy gì vậy? Giờ mấy chú xuống hỗ trợ lấy người ra nè cả nhà. Chặt ra luôn.
Tiếng mấy hai tiếng hồn chưa đeo rồi. Nãy giờ trong đó lấy lệnh cái đồ lâu lắm giờ. Lấy lệnh rồi kêu gọi này nọ cũng đâu đi chứ. Rồi đang kích ra này. Tiếng rưỡi hai tiếng rồi nhưng mà người dân chưa tìm cách lấy ra được. Xuống nãy giờ mà cái hai cái bánh rớt ra mà còn khói mà có một xịt ra khen mà xe lần tương chạy qua đây sao kiểu việc không giờ đâu thấy đâu tích đổ bê tông vào nhà dưới này dưới kia này
qua đào tạo nữa. Đó thì nó bị hai ngó gãy luôn á. Sống sống sống. Giờ lên đôi xe. An toàn. Thì chỗ xe kia kia nó lật lên. Đúng rồi. Bây giờ xe cứu thương chở đi nha cả nhà, anh đã an toàn cả nhà, nó bị chỉ bị gãy tay rồi. Chỗ này là bớt xe này, bớt xe nó kẹt rồi. Số thỉnh nhóc này, số thỉnh ra luôn, bức thỉnh số thỉnh ra, kè vô cái tường này, đầu xe lột mặt xuống dưới. Đồ quên nó làm chế vô rồi. Sẽ mở tâm. Rồi, xe nó bị lộn bay về luôn cái nhà. Con xe cập nhật tình hình anh kia nó sâu nha cả nhà. Cả nhà quý khán thính giả nha cả nhà.